Thưa quý vị, chúng ta đang tận hưởng những ngày xuân tươi đẹp. Mùa xuân là lúc tiết trời cảnh quan đẹp nhất trong năm, là thời điểm ghi dấu nhiều điều có ý nghĩa và tốt đẹp của cuộc sống. Một trong những ý nghĩa quan trọng là xuân tạo nên mối gắn kết, cũng là nhắc nhở mọi người, mọi nhà thêm gắn kết, chia sẻ, yêu thương. Đón xuân Kỷ Hợi 2019, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Long Điền hân hoan với những thành quả trong xây dựng, phát triển sau chặng đường 15 năm thành lập. Và thành quả đáng tự hào hơn cả, có ý nghĩa hơn cả là chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng lên, mối gắn kết trong cộng đồng ngày càng bền chặt. Nên chương trình Địa phương trên đường phát triển những ngày đầu xuân với điểm đến là huyện Long Điền hôm nay sẽ dành thời lượng cho ghi nhận về mối gắn kết giữa người với người tại huyện Long Điền. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và mặt trận các cấp ở địa phương phát động từ nhiều năm. Đến năm 2018, cuộc vận động vì người nghèo càng lan tỏa sâu rộng, huy động nhiều thành phần tham gia, nhiều nguồn lực đóng góp. Từ nguồn quỹ này, đến năm 2018, trên địa bàn huyện Long Điền có hơn 1.400 căn nhà đại đoàn kết, hơn 130 căn nhà tình thương được xây dựng và sửa chữa, với tổng trị giá gần 21 tỷ đồng. Tết Kỷ Hợi 2019, thêm hàng chục hộ nghèo trên địa bàn huyện Long Điền được đón Tết trong căn nhà mới. Đã hơn 40 cái Tết, Tết Kỷ Hợi 2019 với gia đình anh Phạm Giang Thành, xã Phước Hưng, huyện Long Điền mới thực sự trọn vẹn, hạnh phúc nhất. Vợ bệnh đau liên miên, hai con còn ăn học, nguồn thu nhập ít ỏi từ đồng lương công nhân của anh Thành chỉ trang trải sinh hoạt, ăn uống hàng ngày đã chật vật. Còn căn nhà lá của gia đình đành để mặc cho dột nát, siêu dẹo. Rồi gia đình anh được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Đón xuân trong căn nhà mới khang trang, gia đình anh Phạm Giang Thành lâng lâng mãi niềm hạnh phúc. Đây cũng là động lực để gia đình anh thêm phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tôi rất vui và hạnh phúc trong dịp xuân về Tết đến, nhà nước đã hỗ trợ cho tôi căn nhà tình thương đại đoàn kết này, thì cũng cảm ơn chính quyền địa phương. Sang năm mới 2019 thì gia đình chúng tôi, vợ chồng, và phải phấn đấu hơn và cố gắng hơn và làm để lo cho hai cháu ăn học và đến nơi đến chốn. Thưa quý vị, mùa xuân này thật sự ý nghĩa với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Điền khi họ được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, đón nhận những phần quà ý nghĩa và đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng xã hội. Sự quan tâm, sẻ chia này không chỉ mang đến cho họ niềm vui trọn vẹn, sự ấm áp trong những ngày xuân mà còn tiếp thêm sức mạnh để họ nỗ lực vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Để người người, nhà nhà đều vui xuân đón Tết, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các cấp, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân. Trong đó, đối tượng được quan tâm hơn cả là những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công. Hơn 300 phần quà được lãnh đạo huyện trao tận tay gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Huyện Long Điền còn huy động cộng đồng doanh nghiệp hơn 6 tỷ 150 triệu đồng để trợ cấp tặng quà cho gần 13.500 đối tượng. Tết thì nhà nước cũng có lo vận động để mà hỗ trợ những cái gia đình chính sách, rồi trong đó có bản thân tôi. Thì sau khi tôi nhận cái đó thì tôi cũng chân thành cảm ơn nhà nước đã quan tâm, rồi cảm ơn mạnh thường quân hỗ trợ cái phần này. Thưa quý vị, ngoài ý nghĩa sum họp thì Tết còn là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng cho một hành trình mới. Và lúc này đây, không khí vui xuân đón Tết tại huyện Long Điền đang rộn ràng khắp nơi. Rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao và giải trí tinh thần được khởi động rất sớm. Từ đầu tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 6 Tết năm Kỷ Hợi, hoạt động vui xuân thì tạo nên một không khí hân hoan trong nhân dân và cũng chính là cổ vũ động viên để người dân thêm nỗ lực ở năm mới.
chăm lo đời sống vật chất luôn song hành với nâng cao đời sống tinh thần, nên dịp Tết, huyện Long Điền rất chú trọng đến tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân, như chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đồng loạt tổ chức vào ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết ở Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện và các Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng, xã, thị trấn, các khu phố. Thật sự đó là mỗi năm á, thì mình không thấy cái không khí nó như vậy. Hôm nay là cái được cái đời sống gọi là mặt tinh thần á, về cái văn hóa người dân rất là phấn khởi và vui khi mà một năm nay là được đón một cái mùa xuân, thì có một cái sân chơi của người dân tại huyện Long Điền này đó, rất là phấn khích. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui xuân đón Tết tại Long Điền là chương trình Hội Vui Xuân diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện. Chương trình có biểu diễn văn nghệ, biểu diễn lân sư rồng, diễn thời trang, thi trò chơi dân gian, triển lãm ảnh về thành tựu của huyện Long Điền qua 15 năm thành lập. Không gian của Hội Vui Xuân được thiết kế thành nhiều tiểu cảnh đa sắc màu cả trong và ngoài Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao. Quan tâm với lãnh đạo huyện thì lúc nào cũng ân cần chăm sóc, đến nỗi từ món quà phải phát cho những người nghèo rất là nhiều. Bà con ai đấy cũng dù nghèo không tiền nhưng mà cũng là ráng để vui đi chơi thân với Tết. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do huyện tổ chức, từng xã, thị trấn trên địa bàn cũng tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, kết hợp với vận động kinh phí hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa Việt như thi gói bánh chưng, bánh tét, thi hoa lan, hội thi chim hót, tạo thêm sự gắn kết trong cộng đồng, tạo không khí vui tươi, rộn ràng ngày Tết. Tổ chức gói bánh như này để tặng người nghèo á, thì nói chung là một cái truyền thống năm nào cũng làm á, thì cũng thấy rất là vui. Cái việc gì đó mà góp vô để mà cho niềm vui cho người khác thì mình cũng thấy rất là thoải mái, rất là vui. Sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự sẻ chia của cả cộng đồng đã mang đến cho nhân dân trên địa bàn huyện Long Điền, nhất là những gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, có được niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết, cũng là cổ vũ, động viên nhân dân thêm nỗ lực chung sức xây dựng phát triển quê hương. Mang theo ý nghĩa cao đẹp của những chia sẻ ấm áp tình người vào chặng đường mới, chúng ta càng thấy thêm yêu hơn cuộc sống mà tiếp tục dốc sức vì những điều tốt đẹp của cuộc sống, phải không thưa quý vị? Chương trình địa phương trên đường phát triển đến đây sẽ được tạm dừng. Chúc quý vị tiếp tục có kỳ nghỉ Tết nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này chiều mai vào lúc 17:50.